Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử trên địa bàn. Hội nghị tuyên truyền được tổ chức thành 3 đợt, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Hội nghị nhằm phổ biến quán triệt về quan điểm lãnh đạo, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đến các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức, các ban ngành đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của thành phố Thủ Đức. Cùng với đó, tuyên truyền đến các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt phường, công chức tư pháp, hộ tịch phường, tuyên truyền viên pháp luật, các bí thư chi bộ khu phố và trưởng khu phố của 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức được hiểu rõ, nắm vững các quy định về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ chiều tối ngày 2 tháng 4 đến rạng sáng ngày 3 tháng 4, ở một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện cơn mưa giải hạn cho nhiều loại cây trồng đang vào cao điểm mùa khô. Theo đó, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An đã xuất hiện cơn mưa khá to vào rạng sáng ngày 3 tháng 4. Trong đó, lượng mưa lớn nhất là tại thành phố Mỹ Tho và khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang cho biết, đây chỉ là cơn mưa trái mùa, dự báo vào giữa tháng 4 năm 2021 sẽ có mưa chuyển mùa và vào đầu tháng 5 chính thức bước vào mùa mưa. Ở thời điểm này, nắng hạn vẫn còn tiếp diễn nên người dân chưa vội xuống giống vụ mùa. Đến sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng chức năng cơ bản giải phóng được hiện trường, giúp các phương tiện lưu thông sau vụ tai nạn vừa xảy ra trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến hai nữ sinh tử vong. Trước đó, khoảng 22 giờ 20 tối ngày 2 tháng 4, chị Nguyễn Thị Châu Giang, 22 tuổi và chị Nguyễn Cao Trang Thư, 19 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, lưu thông lên đèo Bảo Lộc thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 29H03912 chở phế liệu do tài xế Hồ Thanh Văn, 49 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đang xuống đèo Bảo Lộc lấn qua phần đường bên trái tông trực diện. Hậu quả hai cô gái tử vong tại chỗ, ba người trên xe tải bị thương nhẹ. Được biết chị Nguyễn Thị Châu Giang và chị Nguyễn Cao Trang Thư là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang trên đường về quê bằng xe máy thì xảy ra sự việc thương tâm. Sau khi tai nạn xảy ra, Ban An toàn Giao thông huyện Đạ Hoai đã tới thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân, 5 triệu đồng một nạn nhân. Khoảng 7 giờ sáng nay ngày 3 tháng 4, ô tô 4 chỗ mang biển số 51F93372 lưu thông theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang thì bị xe container mang biển số 29H10005 lưu thông cùng chiều tông vào từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến ô tô 4 chỗ tông vào giải phân cách cứng giữa mặt đường, lao thẳng sang làn đường ngược chiều và lật ngửa. Tài xế phương tiện này bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Ngày 2 tháng 4, thông tin về việc xử lý hai bến xe dù số 391 và 397 trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng cho biết, hai bến cóc này tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Lý do, hai bến này được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép làm bãi đậu xe không nằm trong danh mục có điều kiện, nên chủ doanh nghiệp lợi dụng điều này để đón trả khách trong khuôn viên của bãi. Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh không có thẩm quyền vào khuôn viên để kiểm tra. Theo ông Hưng, đây là lỗ hổng trong quản lý. Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh xử lý triệt để. Trong tháng 4 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với các sở ban ngành liên quan, rà soát lại các lỗ hổng trong quản lý để kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đưa loại hình kinh doanh bến bãi vào danh mục kinh doanh có điều kiện. Sau sự việc đình công vào hôm ngày 31 tháng 3 vì bị nợ đến 8 tháng lương, các cầu thủ thành Quảng Ninh bị đặt dấu chấm về tinh thần thi đấu ở cuộc tiếp đón VKMX Bình Dương vào tuần này. Trận đấu giữa thành Quảng Ninh gặp VKMX Bình Dương thuộc vòng 7 LS V-League 2021 được diễn ra vào 18 giờ ngày 3 tháng 4 trên sân Cẩm Phả. Hiện tại Quảng Ninh đang xếp thứ 2 V-League với 12 điểm sau 6 vòng đấu, kém đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 điểm. Thực tế phong độ của thành Quảng Ninh trong thời gian qua là khá tốt khi họ giành 2 chiến thắng trước Hải Phòng và Thanh Hóa.
Thế nhưng, chẳng ai dám đánh giá cao Mạc Hồng Quân và các đồng đội trước cuộc so kè này. Vấn đề nội bộ của đội bóng đất mỏ thực sự khá nan giải. Ngày 2 tháng 4, kênh CNN đưa tin ít nhất 50 người thiệt mạng, 66 người bị thương khi một đoàn tàu bị trật đường ray tại lãnh thổ Đài Loan. Thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu gồm 8 toa chở gần 500 hành khách di chuyển từ thành phố Đài Bắc tới thành phố Đài Đông, bị trật đường ray tại một đường hầm ở phía bắc thành phố Hoa Liên, khiến nhiều toa tàu bị văng ra ngoài và va chạm với thành của đường hầm. Khoảng 80 đến 100 người đã được sơ tán khỏi 4 toa đầu của tàu, trong khi từ toa thứ 5 đến toa thứ 8 bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng và mắc kẹt trong đường hầm. Đến tối cùng ngày, vẫn còn nhiều người bị kẹt trong các toa tàu. Theo Central News Agency, cơ quan thông tin chính thống của Đài Loan, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn có thể là do một chiếc xe tải đậu không đúng vị trí đã trôi về phía đường ray.